tiếp tục chuyến thăm Vương quốc Campuchia. Và ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm tỉnh Prey Sihanouk. Đây là một trong bốn tỉnh vùng duyên hải ở khu vực Tây Nam Campuchia. Trong cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Prey Sihanouk, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã giới thiệu khái quát về lợi thế địa lý, tiềm năng biển đảo của tỉnh. Theo đó, tỉnh Prey Sihanouk đang tập trung thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực du lịch, chế biến thủy hải sản, thăm dò khai thác dầu khí, xây dựng đô thị, khu kinh tế đặc biệt, thủy điện. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thông báo với lãnh đạo tỉnh kết quả tốt đẹp của các cuộc gặp giữa Chủ tịch với Quốc vương và các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia. Nhấn mạnh tình đoàn kết gắn bó hữu nghị truyền thống lâu đời và sự hợp tác toàn diện Việt Nam Campuchia trên cả ba cấp độ trung ương, địa phương và doanh nghiệp, bày tỏ mong muốn doanh nghiệp hai nước sẽ tăng cường xúc tiến tìm hiểu cơ hội, tiến tới hợp tác hiệu quả, cùng có lợi trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Chủ tịch cũng đã cảm ơn và bày tỏ mong muốn chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho bà con kiều bào Việt Nam ổn định cuộc sống và làm việc trên địa bàn tỉnh, góp phần cho sự phát triển của tỉnh và hướng về Tổ quốc. Cuối buổi chiều nay, tại trụ sở của lãnh sự quán Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ ngoại giao, lắng nghe tâm tư của bà con Việt kiều tại tỉnh